Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi hay còn gọi là dàn sấy nóng trong xe của xe Kia Morning 2017, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc. Đây là mã sản phẩm 97138-1Y00. Với cái sản phẩm của dòng tức là dòng xe du lịch đấy ạ, thì chủ yếu sẽ là mã 1Y, tức là dòng Morning. Nó có thể lắp chung cho với cái dàn sưởi và dàn nóng, dàn lạnh thì em không nói, nhưng một số hệ thống của nó thì nó sẽ lắp chung với dòng Hyundai i10 rất là nhiều. Đây, Made in Korea. Đây là sản phẩm, đây là cái mã công nhé, thì anh em không cần quan tâm. Bây giờ em sẽ cùng rạch ra để cho anh em xem này. Đây là Hyundai nguyên kiện niêm phong của bên Hàn người ta chuyển về. Đó. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp với quy cách đóng gói như thế này. Để làm sao anh em có thể hình dung đúng không ạ? Để tránh sự va đập và xô lệch khi mà chúng ta vận chuyển hàng hóa. Đây chính là cái hình ảnh thực tế của cái dàn sưởi đấy ạ. Xe đời cao đấy, 2017. Đây, có thể nhìn. Đó. Đây chính là hai cái ống để bắt đầu ống dẫn nước của dàn sưởi. Dàn sưởi là một trong những phụ tùng của hệ thống điều hòa cũng như tản nhiệt của điều hòa ô tô. Với cái thông số kỹ thuật của nó là chiều dài là 20,5, chiều ngang là 16,5 và chiều dày của nó là 2. Sản phẩm được sản xuất 100% từ nguyên vật liệu chính, đó là nhôm, các tép nhôm cao cấp đúc lại với nhau. Thế bên thành là hai cái thành đó, dẫn ra ống nước đấy. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn sưởi hay còn gọi là dàn két nóng trong ô tô của xe Kia Morning. Cảm ơn anh em đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm hay để lại số điện thoại ở phần comment, bên em sẽ liên hệ lại để hỗ trợ tư vấn cho anh em. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.